Bữa nay hai em đang ở một nơi xa, tuy là hơi xa đó nhưng mà gần. Cách nhà hai em khoảng chừng tiếng chạy xe thì bữa nay cũng theo bước chân của mọi người rằm tháng 7 mà mình đi chùa nghe. Con đường này hai em đang đi là tiếng Chánh Long Xuyên nha mọi người, mới xây xong rất là láng luôn, không có ổ voi ổ gà gì hết. Đường thì rộng rãi thoáng mát, chạy rất là nhanh luôn mọi người, tiết kiệm được thời gian. Câu chuyện về ngày rằm tháng 7 mà tới hôm nay mới kể nè. Trên đường đi thì có ghé ăn sáng cái mọi người ơi, bữa nay ăn chay nha. Bữa nay thì hai em có cơ duyên đến với thiền viện Trúc Lâm, núi Sập An Giang. Ta nói quá trời đông luôn mọi người ơi, ngay ngày rằm tháng 7 mà còn ngay chủ nhật nữa, bởi vì mọi người đi quá nhiều luôn. Ai mà ở An Giang thì chắc không có còn xa lạ với chỗ này đâu ha mọi người. Nói chung thì hai đứa em cũng còn trẻ, mà thường mấy người trẻ như hai đứa em thì ít đi chùa lắm mọi người ơi. Nhưng mà vào những cái dịp rằm lớn gì nè, hoặc là lễ Tết đó là phải đi mới được. Cuộc sống xô bồ, khó khăn, tấp nập quá, đôi lúc là mình mệt mỏi thì cứ đi chùa đi mọi người, vô đây thấy tâm tịnh lắm nghe. Đi một vòng cúng kiến cầu bình an đồ này kia xong ra ngồi thư giãn, thấy đầu óc nó thoải mái lắm mọi người. Quay đầu là bờ, câu này hay ghê mà công nhận khúc ngoài sau này đông lắm nha. Mấy anh chị này hình như là tới sớm lắm hay gì nè, cúng xong rồi ra đây cho cá. Hai đứa em từ nhà chạy lên tới đây thì tầm 9 giờ sáng mà thấy nghẹt con người ta hết trơn. Phong cảnh quá là hữu tình, cây cối thì xanh biếc luôn mọi người. Ra ngoài sau này ngồi ngắm cảnh thôi mà thấy quá là bình yên luôn. Cuộc sống ai mà có vội vã quá thì cứ vô đây đi, bảo đảm sống chậm lại liền. Bữa nay thì mấy em cá này được một bữa no nê hết rồi mọi người ơi, quá chừng là thức ăn gãi xuống à. Mạnh nay nấy mua mỗi người một bọc thức ăn gãi xuống ta nói lên mặt nước hết. Mấy em cá ở dưới đây thì chắc có em rất là lâu năm rồi, bự chà bá luôn á mọi người. Có điều hôm nay là đi chùa không có được tịnh tâm lắm nha mọi người, bị gì đông quá ồn quá chừng ồn luôn. Hai em là gì đó, bộ sợ đám đông hay sao mà chỗ nào đông quá nó bị ngợp mọi người. Chạy về tới nhà nè mọi người, giờ này cũng 12 giờ trưa rồi, hồi sớm ăn cũng ít, tới giờ cũng đói bụng rồi. Bữa nay làm đồ chay ăn cho thanh đạm, nói chứ ăn thịt ăn cá rồi cũng ngán. Mấy miếng tàu hũ trắng này thì sẽ sắc vuông vuông, sau đó đem đi chiên, để lửa liu riu chiên cho vàng giòn đều hết bốn mặt là được. Bữa nay làm cái món này thì cũng đơn giản thôi, bảo đảm là ai cũng biết và đã từng ăn thử rồi luôn. Đây đây, nhìn tới đây là hình như là đón được món luôn hả gì vậy nè. Quậy chén nước tương cho thiệt là ngon nghe, tỏi ớt đồ băm nhiều nhiều vô cho nó thơm. Tàu hũ chiên xong thì sẽ cho nó gáo dầu một chút đi. Buổi trưa nay thì hai em sẽ làm một dĩa bún nước tương thiệt là ngon, coi lâu quá mới ăn lại. Đi chợ mua ký bún thôi 10.000 ăn nguyên gia đình luôn. Bún ra dĩa xong mình cho dưa leo với lại gao lên, gao thì có gao thơm với gao nhíp cá nè, rồi quăng lên vài cục tàu hũ hoặc là ai có sườn non đó quăng lên thêm ăn nó còn ngon nữa. Hai em thì đi về hơi trễ thành ra không có chiên sườn non, không có mua mọi người, có tàu hũ thì chiên tàu hũ thôi. Rồi thì mời mọi người ăn bún nước tương với hai em nghe. Hồi lúc đó còn nhỏ nhỏ là chiên gia ăn sáng với món này, không đó mọi người được cái nhà cũng nghèo mà ăn bún với nước tương với dưa leo thôi nghe, chứ không có tàu hũ à. Mà lâu lâu còn không có dưa leo nữa. Nhắc tới cái món này thì nó quá là quen thuộc với bà con miền Tây mình rồi. Nhìn vô thì có thể thấy nó đơn giản vậy thôi, chứ mà ăn thử đi nó có một cái vị gì đó ngon lạ lùng lắm mọi người. Tính ra là lâu lắm rồi mới ăn lại mà cái vị của nó vẫn như ngày đầu, ngon không thay đổi luôn. Còn mọi người thì sao, bao lâu rồi mọi người chưa ăn lại cái món này, nhớ bình luận cho em biết với nghe. Ta nói ăn mặn thì quanh năm suốt tháng rồi, lâu lâu ăn tương lại bữa cho nó thanh đạm với lại cho tâm thanh tịnh ha.